Rồi quý vị ơi, bên size 562 Một cây sơn liễu nha quý vị Cây này là phải mười mấy hai chục năm tuổi rồi nha Cây này bốn trăm rưỡi bao ship nha quý vị Quen ship code là chuyển khoản nha Cây này rất là to nha Đây nè Cái gốc của nó cái chai trà xanh không đổ Cái bên nó gốc của nó cái bên luôn nè Rồi quen vòng cho quý vị xem nha Điệp chai trà xanh qua bên đi Đây nè đó gốc siêu già luôn nha quý vị bốn trăm rưỡi là bán giao hữu với quý vị nha lại có năm 000 ngàn thôi nha đó này đi mua bán lại nha nè gốc của nó nè bàn tay tôi đây nha ở đây là mặt sau như quý vị nãy mặt trước này mặt sau nha đó rồi 450k bao ship toàn quốc quen ship code là chuyển khoản gốc của nó đây nè đó à, rồi đây tỷ lại đây cái kệ này làm gì vậy ngã ra ngã lại vậy